Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin giải thưởng Martin Ennis 2022 được tặng cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị Việt Nam tuyên án 9 năm tù ngồi hồi tháng 12 vừa được một tổ chức ở Geneva trao giải nhân quyền. Giải thưởng Martin Ennis 2022 dành cho những người bảo vệ nhân quyền được tặng cho bà Phạm Đoan Trang và một số người khác ở những nước liên quan. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị chính quyền truy đuổi gắt gao trước khi bị bắt. Hôm 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Đoan Trang đã bị kết án 9 năm tù với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước. Thông báo vào ngày 19 tháng 1 nói Phạm Đoan Trang là một nhà báo, biên tập viên và là một nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nơi mà Đảng Cộng sản hầu như không chừa thời gian và không gian nào cho các tiếng nói đối lập phát triển. Cô đã điều hành nhiều cơ quan truyền thông độc lập để nâng cao nhận thức cùng Việt Nam về những quyền cơ bản của mình và truyền cảm hứng cho nhiều nhà báo và nhà hoạt động khác lên tiếng. Cô là một trong những nhà hoạt động bị chính quyền truy đuổi gắt gao nhất tại Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2020, cô bị bắt. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Ngày càng có nhiều tiếng nói quan ngại về tình trạng sức khỏe của cô. Ban tổ chức nói giải của họ được trao cho những người bảo vệ nhân quyền cần được bảo vệ khẩn cấp, ví dụ người đang ở trong tù hoặc bị đe dọa, bị bỏ tù. Ban tổ chức nói tầm quan trọng của giải thưởng này không chỉ là tài chính mà có thể góp phần bảo vệ họ thông qua sự ủng hộ của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Trang web của ban tổ chức cũng ghi nhận định của hai trong số các giám khảo của giải như sau. Phạm Đoan Trang là một người truyền lửa cho rất nhiều nhà hoạt động và nhà báo ở Việt Nam, nơi mà tự do biểu đạt bị xem là mối đe dọa. Philip Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã chia sẻ. Và các tác phẩm của Phạm Đoan Trang không chỉ cần thiết mà còn hoàn toàn chính danh, chúng là những thứ thiết yếu. Cô nên được trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Friedhelm Weinberg, giám đốc điều hành của tổ chức Home Record phát biểu. Đây là hình ảnh hàng loạt tác phẩm của nhà xuất bản tự do đã đưa ra để phổ thông và phổ biến cho các nhân quyền người Việt Nam. Phạm Đoan Trang được vinh danh vì có nỗ lực từ năm 2000 trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ban tổ chức giải thưởng đặc biệt nhắc đến những sáng kiến truyền thông độc lập của cô, bao gồm luật khoa tạp chí và nhà xuất bản tự do. Theo họ, trong một quốc gia chuyên chế như Việt Nam, những tổ chức độc lập này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác cùng lên tiếng vì nhân quyền. Và chúng cũng là lý do đã khiến Đoan Trang trở thành mục tiêu bị truy đuổi của chính quyền. Nhà báo Phạm Đoan Trang đã liên tục bị quấy nhiễu trong suốt thời gian hoạt động. Cô đã bị đánh nhiều lần dẫn đến những chấn thương lâu dài. Đoan Trang bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2020, bị giam giữ biệt lập suốt hơn một năm. Sau đó bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án này đã bị các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ. Hiện nay, Đoan Trang đang bị giam tại Hà Nội. Cô vẫn không được phép gặp gia đình và không được điều trị y tế khi sức khỏe ngày càng giảm sút. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang bị an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam chặn đánh đến gãy chân. Đến khi cô bị bắt vào tù, vết thương vẫn chưa lành. Thay mặt cho Phạm Đoan Trang phát biểu tại buổi họp báo công bố giải thưởng, ông Trịnh Hữu Long, người đồng sáng lập tổng biên tập của luật khoa tạp chí nói rằng giải thưởng này khẳng định những việc làm của người cộng sự của mình là đúng đắn. Ông nói, giải thưởng Martin Ennis mà Đoan Trang nhận được hôm nay gửi đi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng đến chính quyền chuyên chế của Việt Nam và quan trọng hơn là đến người dân Việt Nam rằng những gì Đoan Trang đã làm là đúng đắn và cộng đồng quốc tế đứng về phía cô ấy. Trịnh Hữu Long đã nói. Câu chuyện của Phạm Đoan Trang chính là minh họa cho tình hình nhân quyền tại Việt Nam, ông nhấn mạnh. Giải thưởng Martin Ennis được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận nỗ lực của các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới và vận động cho việc bảo vệ họ. Giải thưởng này đã được thành lập từ năm 1992, đặt tên theo Martin Ennis là nhà hoạt động nhân quyền người Anh, từng là tổng thư ký của tổ chức Ân xá Quốc tế từ năm 1968 đến năm 1980. Hội đồng chấm giải là một ủy ban độc lập bao gồm
đại diện của 10 tổ chức nhân quyền uy tín trên thế giới. Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày 2 tháng 6 năm 2022 tại Geneva, Thụy Sĩ. Mỗi người sẽ được nhận số tiền thưởng từ 20 đến 30 ngàn franc Thụy Sĩ, tức là tương đương khoảng từ 500 đến 750 triệu đồng Việt Nam. Mạng lưới của giải thưởng Martin Ennis cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá và vận động ở tầm quốc tế cho những nhà hoạt động nhân quyền được vinh danh. Hiệp hội Nhà xuất bản quốc tế thì cho biết, kính phục đoan trang lên án chính phủ Việt Nam. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang với bản cáo trạng đồng tâm song ngữ lên án tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân ở Đồng Tâm. Nếu chúng ta không phản đối phiên tòa này thì hãy hạ tay xuống đi và đừng đấu tranh cho tự do ngôn luận nữa. Tổng thư ký Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA Joseph Bocchino đã nói với đài tiếng nói BBC tiếng Việt ngay sau khi Phạm Đoan Trang bị tuyên án 9 năm tù. IPA là tổ chức quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, thành lập vào năm 1896 với hoạt động là thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do xuất bản. Từng trao giải thưởng Voltaire năm 2020 cho nhà xuất bản tự do mà nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang là một trong những người sáng lập và điều hành. Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế tin vào tự do xuất bản, tin rằng các nhà xuất bản nên được tự do xuất bản các tác phẩm mà họ nghĩ là nên được xuất bản, và bằng cách ấy đấu tranh cho quyền tự do biểu đạt của các tác giả. Phạm Đoan Trang là hiện thân của những giá trị này và IPA lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Việc truy tố bà ấy khi bà ấy thực hiện quyền tự do biểu đạt vốn đã được thể hiện trang trọng tại Điều 19 của Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948 của Liên Hợp Quốc. Là một tổ chức giám sát các sự việc vi phạm nhân quyền và tự do biểu đạt và tự do xuất bản khắp nơi trên thế giới, IPA nhấn mạnh rằng họ biểu dương Phạm Đoan Trang về sự dũng cảm của cô ấy đối với sự khủng bố vốn chỉ có thể nhằm mục đích khiến cho những người khác khiếp sợ mà câm nín. Ông Joseph Bocchino cũng nói về sự bảo vệ, hỗ trợ của tổ chức đối với những nhân vật như Phạm Đoan Trang. Theo đó, vấn đề này là khác nhau và tùy theo khu vực. Đây là hình ảnh hàng loạt các nhà báo và nhà hoạt động xã hội bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ trong thời gian gần đây. Phạm Đoan Trang và những người như bà ấy đã từ bỏ cơ hội ra nước ngoài để hoạt động an toàn hơn trong cuộc đấu tranh vì tương lai của đất nước. Đó chính là một trong những điều mà Phạm Đoan Trang truyền cảm hứng. Tổng thư ký IPA đã nói như vậy. Với bản án 9 năm cho Phạm Đoan Trang, ông Joseph Bocchino cũng lên án phiên tòa vào hôm 14 tháng 12 như sau. Từ tất cả những thông tin mà chúng ta tiếp cận được, tôi cho rằng cộng đồng quốc tế có thể tham gia cùng chúng tôi để lên án lập trường của chính phủ Việt Nam. Và các tội danh và quy trình tố tụng đã khiến chúng ta chỉ có thể thấy rằng đây là một phiên tòa trình diễn nhằm răn đe không hơn không kém. Nếu chúng ta không phản đối phiên tòa này thì hãy hạ tay xuống và đi và đừng đấu tranh cho tự do ngôn luận nữa. Đồng thời, IPA cũng nhắc lại vai trò của Phạm Đoan Trang trong việc mở đường cho việc xuất bản độc lập tại Việt Nam như sau. Ngay trước khi bị bắt, Phạm Đoan Trang đã gửi cho chúng tôi một video giải thích về việc xuất bản độc lập tại Việt Nam. Nỗ lực mà những người làm xuất bản độc lập tại Việt Nam phải thực hiện là vô cùng to lớn. Nguy cơ từ những bản án kiểu này là có và có thể làm nhụt chí mọi người hơn nữa. Và chỉ những người dũng cảm nhất trong số chúng ta mới đánh đổi 9 năm trong tù để xuất bản sách. Chúng tôi kính phục Phạm Đoan Trang và hứa sẽ tiếp tục cổ vũ cho bà ấy, ông Joseph Bocchino nhấn mạnh. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ kiện công ty Formosa của gần 8.000 người Việt Nam đang ở bước then chốt. Vụ các nạn nhân của Việt Nam kiện công ty Formosa vì gây ra thảm họa môi trường vào hồi năm 2016 hiện đang ở thời điểm mang tính quyết định. Vào hôm 17 tháng 1 năm 2022, Liên minh Giám sát Formosa tổ chức một cuộc họp báo tại thủ đô Đài Bắc ở Đài Loan. Đây là một cuộc nhóm các tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra ở các tỉnh miền Trung Việt Nam vào hồi năm 2016. Trong cuộc họp báo, liên minh này kêu gọi Tòa án tối cao Đài Loan xem xét lại việc yêu cầu bên nguyên đơn phải công chứng giấy ủy quyền cho luật sư, văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc ở Hà Nội
do lo ngại tình trạng vi phạm nhân quyền ở quốc gia độc đảng này. Đây là hình ảnh người dân Hà Nội biểu tình phản đối công ty Formosa xả thải làm ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam vào hôm 1 tháng 5 năm 2016. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Công dân và Di dân Việt Nam tại Đài Loan cho biết thêm về thông tin về sự việc như sau. Lý do chúng tôi kêu gọi điều đó là bởi đây là một yêu cầu gây ra nguy hiểm cho nguyên đơn. Rất nhiều phần trăm, tôi có thể nói là khoảng từ 90 đến 95% những người đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Loan tại Việt Nam mà công chứng thì sẽ bị sách nhiễu, bị bắt, bị điều tra và có thể bị giam tù. Trước đó đã có sự việc như vậy xảy ra rồi. Cho nên chúng tôi kêu gọi Tòa án Tối cao Đài Loan có cách nhìn khoan dung về cái việc ủy quyền này để tạo cho các nguyên đơn là những người bị hại có cơ hội được thừa kiện và được xét xử tại Đài Loan. Vào năm 2019, 3 năm sau thảm họa, khoảng 8.000 người dân Việt Nam sống ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự việc đã đệ đơn kiện nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh tại Tòa án Đài Loan. Sau 2 lần bị tòa án các cấp bác đơn, vào tháng 12 năm 2021, Tối cao Pháp viện Đài Loan ra phán quyết hủy quyết định bác đơn của tòa thượng thẩm và cho yêu cầu xét lại đơn kiện của các nạn nhân Việt Nam. Tuy nhiên, hiện vụ việc đang đối mặt với thách thức mới mang tính quyết định đối với toàn bộ nỗ lực theo đuổi vụ kiện. Khi tòa án tối cao yêu cầu hàng ngàn nguyên đơn ở Việt Nam phải công chứng giấy ủy quyền tại Sở Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, tương đương với Đại sứ quán của Đài Loan. Khi mà các nguyên đơn đi công chứng tại Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Loan tại Việt Nam thì trước hết phải công chứng cái hồ sơ đó tại thôn, tại xã đã. Xong thì phải đưa ra Bộ Ngoại giao Việt Nam công chứng, rồi sau đó mới đưa đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam để công chứng. Đây là hình ảnh người Việt Nam tại Đài Loan biểu tình ủng hộ hàng ngàn ngư dân Việt Nam kiện Formosa ra công tố viện ở Bắc Đài Loan, ở Đài Bắc. Thành thử ra khi đưa ra một cái điều kiện như vậy thì có nghĩa là gì? Là một cái chuyện không thể thực hiện được. Và tôi nghĩ đây là cái yếu tố chính trị đã can dự vào quyết định của Tòa án Tối cao của Đài Loan. Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng đã nói thêm như vậy. Cũng theo vị cố vấn cho Hội đồng Công lý cho nạn nhân Formosa, thì nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa gây ra vào hồi năm 2016 đã bị chính quyền sách nhiễu và đàn áp trong thời gian qua khi lên tiếng đòi hỏi quyền lợi. Do vậy, việc phải đi công chứng giấy ủy quyền ở các cơ quan nhà nước sẽ khiến họ bị lộ diện và đối mặt với việc bị đàn áp. Ngay tại cuộc họp báo, Liên minh giám sát Formosa cùng nhau đã hô khẩu hiệu như sau. Hành trình công chứng ở Việt Nam là vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi đề nghị tòa án tối cao đặt tính mạng nguyên đơn lên hàng đầu. Chúng tôi yêu cầu tòa án tối cao xem xét nghiêm túc tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam. Ông Cô Hùng Yu, luật sư đại diện cho phía nguyên đơn cũng cho biết hậu quả nếu công việc công chứng, giấy ủy quyền không thể diễn ra như sau. Nếu chúng ta không thể thực hiện việc công chứng, thì điều đó có nghĩa rằng bên nguyên đơn không thể ủy quyền cho luật sư để đại diện cho họ trước tòa, và như vậy thì vụ kiện sẽ không thể được tiến hành. Công ty thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vào hồi năm 2016 đã gây ra thảm họa môi trường cho các tỉnh miền Trung, nhận lỗi và đồng ý đền bù 500 triệu đô la Mỹ thông qua nhà nước Việt Nam để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của thảm họa này. Đây là hình ảnh lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi người dân Việt Nam vào tháng 6 năm 2016. Hàng trăm người dân ở Nghệ An nhiều lần đến tòa án Vũng Áng, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện công ty này do không nhận được đền bù thỏa đáng, nhưng đã bị chính quyền ngăn chặn và nhiều người thì đã bị công an côn đồ đánh đập dã man. Anh Nguyễn Văn Hóa, một phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, khi ghi hình các sự kiện này đã bị bắt giữ và bị kết án tới 7 năm tù giam. Vào hôm 9 tháng 4 năm 2021, Tòa Thượng Thẩm ở Đài Loan đã ra phán quyết rằng hành vi xả thải trái phép của vị đơn là công ty cổ phần thép Formosa Hà Tĩnh đã xâm phạm quyền làm việc, quyền sức khỏe của người khởi kiện và quyền sống trong một gia đình của nguyên đơn. Phán quyết này dựa theo báo cáo của Chính phủ Việt Nam công bố vào năm 2016, xác định công ty Formosa đã xả nước có thải chứa chất độc hại như phenol và cyanua ra biển. Phán quyết nêu trên của 13 công ty bị đơn sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và bồi thường cho các nguyên đơn.
Đây là hình ảnh cá chết hàng loạt trên bãi biển miền Trung vào hồi năm 2016 do Formosa xả thải trực tiếp ra biển. Các bị đơn sẽ phải ngay lập tức ngừng các hoạt động gây ô nhiễm, áp dụng các biện pháp cần thiết để loại bỏ ô nhiễm và áp dụng các biện pháp khắc phục để sửa chữa và cải thiện môi trường. Phán quyết cũng giải thích rằng bản án trước đây của tòa là không đúng khi đưa ra phán quyết rằng các nguyên đơn phải về nơi cư trú, tức là trong trường hợp này là trở về Việt Nam để khiếu kiện. Quy chế quản lý của Đài Loan là đạo luật điều chỉnh các quyền lựa chọn trong các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài, không quy định rõ ràng về cách phân bổ thẩm quyền xét xử vụ việc có yếu tố nước ngoài. Theo bà Nancy Bùi, Phó Chủ tịch của Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, dù phán quyết mới nhất của tòa thượng thẩm có lợi cho các nạn nhân, bản án này chưa giải quyết được thỏa đáng các vấn đề bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, cũng như yêu cầu Formosa phải xử lý ô nhiễm môi trường. Vậy nên hiệp hội này tiếp tục kháng án vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Bà nói, nhìn chung, đây là một thắng lợi cho 7.875 nguyên đơn, vì tòa án Đài Loan đã công nhận quyền tố tụng của các nạn nhân của thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam tại Đài Loan. Tuy nhiên, thắng lợi này chưa thỏa đáng, vì tổng số 18 công ty và 4 tổng giám đốc, tức là 24 bị đơn, tòa mới chỉ phán quyết được có 13 đơn phải chịu trách nhiệm, còn 11 bị đơn khác thì không. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam ở Đài Loan biểu tình phản đối công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường ở biển Việt Nam tại Đài Bắc vào hôm 16 tháng 6 năm 2017. Một vấn đề khác nữa là những phán quyết của tòa về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân và cải tạo môi trường chưa rõ ràng và thỏa đáng. Do đó, các luật sư của nguyên đơn đã có cuộc họp với nhóm 5 tổ hợp luật sư bao gồm các tổ hợp tại Đài Loan, 2 tổ hợp tại Hoa Kỳ và 1 tổ hợp tại Canada và đưa ra quyết định kháng án. Hàng trăm người ở tỉnh Nghệ An, tỉnh không có tên trong danh sách bị hưởng trực tiếp bởi Formosa, đã nhiều lần đến tòa án Vũng Áng, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện công ty này do không được nhận đền bù thỏa đáng. Nhưng sự việc không đưa đến đâu, ngược lại, nhà cầm quyền Việt Nam còn đánh đập và cho công an bắt họ. Vào tháng 6 năm 2019, Hiệp hội tại Đài Loan cũng thay mặt cho 7.875 nạn nhân tại Việt Nam nộp đơn kiện công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh lên tòa án Đài Bắc, Đài Loan. Vào tháng 3 năm 2020, Tòa Thượng thẩm Đài Loan ra phán quyết bác bỏ vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam và cho rằng tòa án nước này không có thẩm quyền xét xử và đề nghị chuyển vụ kiện về Việt Nam. Hiệp hội tại Đài Loan đã quyết định kháng án. Và đến ngày 18 tháng 11 năm 2020, tối cao pháp viện Đài Loan ra một bản án dài 3 trang hủy bỏ bản án liên quan đến vụ kiện công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường ở biển Việt Nam của tòa thượng thẩm và yêu cầu cấp tòa này phải đưa ra phán quyết mới.